Mời quý khán giả theo dõi bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, hãng tin Reuters hôm nay dẫn các nguồn tin cho biết, các thành viên tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác OPEC Cộng do Ả Rập Xê Út và Nga dẫn đầu đã đạt được sự đồng thuận trong việc gia hạn cắt giảm sản lượng tới quý 2. Động thái này được cho là nhằm hỗ trợ cho thị trường dầu khi mà giới đầu tư lo ngại tăng trưởng chậm chạp của kinh tế toàn cầu ảnh hưởng tới nhu cầu dầu. Reuters dẫn tin của hãng thông tấn Ả Rập Xê Út, SBA cho biết nước này sẽ gia hạn mức cắt giảm tự nguyện 1 triệu thùng mỗi ngày cho đến cuối tháng 6, Điều này khiến sản lượng dầu của Ả Rập Xê Út sẽ đứng ở mức khoảng 9 triệu thùng một ngày. SPA đồng thời cho biết tùy theo điều kiện thị trường, Ả Rập Xê Út sẽ đưa ra quyết định tiếp theo. Khi đưa tin về OPEC cộng, Reuters cũng dẫn thông tin từ Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Moscow sẽ cắt giảm sản lượng 471.000 thùng một ngày trong quý 2 với sự phối hợp của một số nước thành viên OPEC cộng. OPEC cộng vào tháng 11 năm ngoái đã thông báo về việc các thành viên đã đồng ý cắt giảm tự nguyện tổng cộng khoảng 2,2 triệu thùng một ngày trong quý đầu năm nay. OPEC cộng đã có nhiều lần giảm sản lượng kể từ cuối năm 2022 nhằm hỗ trợ thị trường. Điều này diễn ra khi sản lượng dầu từ Mỹ cùng nhiều nhà sản xuất không phải là thành viên OPEC cộng liên tục tăng, trong khi nhu cầu từ các nền kinh tế lớn có dấu hiệu chứng lại. Liên quan đến thị trường dầu, các nhà làm luật ở lưỡng viện Mỹ hôm qua công bố một dự luật nhằm ngăn Trung Quốc mua dầu từ Cục Dự trữ Dầu khí Chiến lược, SPR của nước này. Các nhà đàm luật của Quốc hội Mỹ hôm qua đã công bố dự luật dài 1.050 trang. Trong dự luật này có điều khoản hướng tới việc cấm Trung Quốc mua dầu từ SPR. Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer cho biết Hạ viện sẽ phải bỏ phiếu về dự luật trước khi Thượng viện có thể thông qua. Hạ viện Mỹ sẽ khai mạc phiên họp mùa xuân vào ngày mai tại Washington. Vấn đề SPR bán dầu cho Trung Quốc đã nóng lên sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố vào năm 2022 rằng nước Mỹ sẽ bán 180 triệu thùng dầu từ SPR để kiềm chế giá xăng dầu tăng vọt liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Năm đó, SPR đã bán 1 triệu thùng cho Unipet America, một chi nhánh của Sinopet. Trung Quốc có trụ sở tại Houston, SPR hiện nắm giữ hơn 360 triệu thùng dầu, nhưng đây là mức gần với mức thấp nhất trong 40 năm do doanh số bán vào năm 2022. Liên quan đến kinh tế Trung Quốc, các nhà phân tích của hãng Plur Mỹ và SLEG Vương quốc Anh công bố dữ liệu cho biết việc nhập khẩu các mặt hàng quan trọng của Bắc Kinh đã tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm nay. Dữ liệu cho thấy nhập khẩu dầu thô, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), than và quặng sắt của Trung Quốc đều mạnh trong 2 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái. Theo LSEG, Trung Quốc nhập 11,73 triệu thùng dầu thô mỗi ngày trong tháng 2, tăng từ 11,31 triệu thùng trong tháng 1. Còn theo Kpler, nhập khẩu LNG của Trung Quốc đạt 5,7 triệu tấn trong tháng 2, giảm so với tháng 1. Nhưng tổng cộng, 2 tháng đầu năm, Trung Quốc nhập 13,52 triệu tấn LNG, cao hơn 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự nhập khẩu, quan sát của Trung Quốc trong tháng 2 đạt 101,5 triệu tấn. Tính chung, 2 tháng đầu năm đạt 215,5 triệu tấn, cao hơn 4,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong hai tháng đầu năm, nhập khẩu các loại than của Trung Quốc cũng tăng mạnh với ước tính nhập bằng đường biển đạt 28,4 triệu tấn trong tháng 2 và 34 triệu tấn trong tháng 1, nên tổng số than nhập khẩu lên 62,4 triệu tấn trong hai tháng đầu năm. Các số này cao hơn 28,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Tài chính Nhật Bản MOF hôm nay công bố dữ liệu cho thấy chi tiêu của doanh nghiệp nước này cho nhà máy và thiết bị trong quý tư năm ngoái tăng mạnh so với cùng kỳ, Dữ liệu này được đánh giá là có thể giúp giảm bớt một số lo ngại của nền kinh tế về nhu cầu nội địa yếu kém. Dữ liệu của MOF cho thấy so với cùng kỳ năm 2022, chi tiêu vốn của các doanh nghiệp Nhật Bản đã tăng 16,4% trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2023. Còn so với quý 3 2023 đã được điều chỉnh theo mùa, con số chi tiêu tăng 10,4%. Dữ liệu MOF công bố hôm nay cũng cho thấy doanh số bán hàng của doanh nghiệp tăng 4,2% theo quý và lợi nhuận tăng 13% trong quý tư năm ngoái so với cùng kỳ năm 2022. Các dữ liệu này sẽ được sử dụng để tính toán số liệu tổng sản phẩm quốc nội sửa đổi năm 2023 của Nhật Bản, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 11 tháng 3 tới. Dữ liệu vốn đầu tư vững chắc có thể củng cố niềm tin cho các nhà hoạch định của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, BOJ, trong khả năng điều chỉnh chính sách. Hiện nhiều nhà phân tích cũng đang chú ý đến kết quả của các cuộc đàm phán tiền lương hàng năm tại Nhật Bản, để xác nhận một chu kỳ tăng lương hợp lý và lạm phát bình vững sẽ giảm xuống, những điều kiện tiên quyết để BOJ chấm dứt chính sách lãi suất âm. Thưa quý vị, tín hiệu tốt từ nền kinh tế Nhật Bản cùng với việc các nhà đầu tư chuẩn bị cho một tuần tràn ngập các sự kiện của các ngân hàng trung ương và dữ liệu kinh tế quan trọng đã giúp thị trường chứng khoán châu Á tương đối ổn định trong phiên đầu tuần. Đáng chú ý chỉ số Nikkei tại Nhật Bản đã chạm mức cao mới. Tuần này, mọi con mắt của giới đầu tư đổ dồn về phía Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell khi ông điều trần trước các nhà lập pháp trong các ngày 6 và ngày 7 tháng 3. Báo cáo bản lương tháng 2 của Mỹ dự kiến được công bố vào ngày 8 tháng 3 cũng có thể thay đổi tính toán của thị trường. Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng đang chờ kết quả cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu SCB vào thứ Năm và cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Canada vào ngày 6 tháng 3 các sự kiện đáng chú ý khác bao gồm tổng thống mỹ joe biden đọc thông điệp liên bang của cuộc bầu cử sơ bộ siêu thứ ba của mỹ và cuộc họp của đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trung quốc trong tâm thế chờ đợi các sự kiện lớn, chỉ số rộng nhất của cổ phiếu châu Á-Thái Bình Dương, chủ Nhật Bản của MSCI tăng 0,2% khi mở cửa phiên sáng nay. Cùng thời điểm, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 0,8% và đến cuối buổi sáng chỉ số này tăng 0,54% lên 40.157,5 điểm, mức kỷ lục mới của chỉ số này. Đi khi tăng điểm trong bối cảnh những người như ông Seth Fisher, người sáng lập và giám đốc đầu tư của OSIS Management ở Hồng Kông, cho biết vẫn rất lạc quan về chứng khoán Nhật Bản. Ông nói: "Chúng ta đang chứng kiến một số lượng lớn các công ty cải thiện lợi nhuận và trên thực tế ở Nhật Bản các công ty đang tạo ra nhiều lợi nhuận hoạt động hơn bao giờ hết, vì vậy tôi vẫn rất lạc quan. Hợp đồng tương lai của S&P 500 và Nasdaq giao dịch gần như không thay đổi phiên sáng nay sau khi đạt mức cao kỷ lục vào cuối tuần trước nhờ thu nhập lạc quan và sự nhiệt tình đối với mọi thứ liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI." Nhà phân tích Savita Subramanian của ngân hàng Bank of America nhận định S&P 500 sẽ tăng lên 5.400 nhờ thu nhập ổn định. Bà nói, thời kỳ tăng trưởng chất lượng thấp hơn, nơi vốn giá rẻ và toàn cầu hóa, giúp phần tạo ra lợi nhuận đã kết thúc. Bây giờ là lúc đạt được hiệu quả bền vững và tăng năng suất được hỗ trợ bởi tự động hóa và AI. Bà Subramanian cho rằng các chỉ số đang nhấp nháy tín hiệu lạc quan về mức tăng trưởng thu nhập mạnh mẽ và khả năng phục hồi biên lợi nhuận đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, bà cảnh báo nguy cơ S&P 500 sẽ giảm điểm trong thời gian tới. Bà phân tích, thông thường khi cổ phiếu tăng thị trường sẽ kết thúc với sự hưng phấn, nhưng hiện chúng tôi vẫn chưa đạt được điều đó. Niềm tin đã được cải thiện nhưng mức độ hưng phấn vẫn còn hạn chế. Trên thị trường kim loại quý, giá vàng thế giới giao ngay mở cửa phiên đầu tuần lên đỉnh 2 tháng và được giao dịch ổn định quanh mức 2.083 đô la Mỹ một ounce. Giá dầu ít thay đổi do các thành viên OPEC cộng đã đồng ý gia hạn các giảm sản lượng dầu đến quý 2. Trong phiên sáng nay, có lúc dầu Brent tăng 2 cent lên 83,57 đô la Mỹ một thùng, trong khi dầu thô Mỹ giảm 5 cent xuống 79,92 đô la Mỹ một thùng. Hãng S&P Global hôm nay công bố kết quả tổng hợp dữ liệu cho thấy, vào tháng 2 vừa qua, hoạt động nhà máy của Hàn Quốc tiếp tục tăng trưởng, và đây là tháng tăng thứ hai liên tiếp, nhưng tốc độ đã chậm hơn do nhu cầu ở nước ngoài suy yếu, đặc biệt là ở châu Âu và Trung Quốc. Theo tổng hợp của S&P Global, chỉ số nhà quản lý mua hàng PMI của các nhà sản xuất Hàn Quốc đứng ở mức 50,7 trong tháng 2, lên cơ sở điều chỉnh theo mùa giảm từ mức 51,2 trong tháng 1 sự sụt giảm xảy ra sau khi chỉ số này tăng lên trên mốc 50. Ranh giới giữa sự mở rộng và sự thu hẹp là đầu tiên sau 19 tháng vào tháng 1, chuyên gia kinh tế Usama Hati tại S&P Global cho biết, dữ liệu PMI trong tháng 2 cho thấy các điều kiện hoạt động được cải thiện hơn nữa vào giữa quý đầu tiên, Cả sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới đều tiếp tục tăng, mặc dù với tốc độ chậm hơn so với tháng 1. Theo khảo sát, nhu cầu ở nước ngoài đối với hàng hóa Hàn Quốc nhìn chung bị đình trệ trong tháng 2, với doanh số bán hàng yếu hơn ở châu Âu và Trung Quốc đại lục. Dù vậy, chỉ số này được bù đắp bởi nhu cầu mạnh mẽ hơn ở Mỹ, Đông Nam Á và Trung Đông. Dữ liệu riêng biệt hồi đầu tháng này cho thấy tăng trưởng xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 2 yếu hơn so với tháng 1, nhưng mạnh hơn nếu được điều chỉnh theo sự khác biệt trong ngày làm việc, do nhu cầu bán dẫn tăng cao đã bù đắp cho sự sụt giảm doanh số bán xe. Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội quốc gia Thái Lan hôm nay công bố dữ liệu cho biết, số lượng việc làm của nước này đã tăng 1,7% trong quý cuối cùng của 2023 so với cùng kỳ 2022. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do ngành du lịch tăng trưởng trở lại. Theo Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan, việc làm trong lĩnh vực khách sạn và nhà hàng ở nước này trong quý tư năm ngoái đã tăng 8% khi số lượng khách du lịch tăng lên. Hội đồng cũng cho biết tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 0,81% trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2023 so với 0,99% trong 3 tháng trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp giảm này nhấn mạnh tính hiệu quả của những nỗ lực của chính phủ nhằm khôi phục nền kinh tế và tác động hữu hình của ngành du lịch đang phát triển mạnh. Sự hồi sinh của ngành du lịch Thái Lan được coi là công cụ thúc đẩy tỷ lệ việc làm tăng lên. Đất nước này đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về lượng khách du lịch, với lượng khách du lịch nước ngoài đạt 28,15 triệu người vào năm ngoái làm trẻ hóa ngành khách sạn và dịch vụ, từ đó tạo ra nhiều cơ hội việc làm. Những nỗ lực của Thủ tướng Resta Thavisin nhằm thúc đẩy hòa bình thông qua du lịch, đặc biệt là ở các tỉnh phía Nam Thái Lan, cũng đã không chỉ nhằm mục đích mang lại lợi ích kinh tế, mà còn thúc đẩy tạo việc làm. Doanh số bán nhà ở đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc tăng vọt trong hôm qua, khi chính quyền dỡ bỏ lệnh hạn chế mua nhà kéo dài hàng thập kỷ vào tuần trước theo công ty môi giới bất động sản lớn nhất Hồng Kông, Midland Realty, 10 dự án bất động sản lớn nhất của đặc khu ghi nhận doanh số bán hàng nhiều nhất trong 61 tuần với 27 giao dịch, cao gấp 3,5 lần so với chủ nhật tuần trước đó. Midland Realty cũng cho biết dự án Belrave Play ở Cửu Long đã bán tất cả 138 căn hộ được chào bán chỉ trong vòng 4 giờ vào hôm qua, các căn hộ này nhận được hơn 4.400 đơn đăng ký mua, nghĩa là số lượng đơn đăng ký cao hơn 31 lần số lượng căn hộ được chào bán. Thị trường bất động sản Hồng Kông khởi sắc sau khi chính quyền thực hiện nhiều biện pháp quan trọng để thúc đẩy thị trường, bao gồm việc nới lỏng các quy định thế chấp và loại bỏ tất cả các khoản thuế bổ sung. Theo đó, người không phải cư dân Hồng Kông không phải trả 15 thuế tổng hợp khi mua bất động sản. Người mua nhà là cư dân Hồng Kông đã sở hữu nhà, cũng không còn phải trả thuế 7,5% khi mua thêm nhà các chủ sở hữu nhà cũng có thể bán nhà bất cứ lúc nào mà không phải trả thêm thuế. Cổ phiếu của nhà sản xuất chất ban dẫn hàng đầu Nhật Bản JSA đã tăng 4,6% lên 4.238 yên vào đầu phiên giao dịch tại Tokyo hôm nay. Sau khi truyền thông đưa tin tập đoàn đầu tư Nhật Bản, JIC dự kiến sẽ tiến hành chào bán cổ phiếu JSA trong tháng này. Báo Nikken Kogyo tuần trước đưa tin các cuộc đàm phán với chính quyền của JSR đang đi đúng hướng với việc tập đoàn đầu tư Nhật Bản JIC, nhà sở hữu mới, lên kế hoạch triển khai chợ bán JSR trong tháng này. JSR Corp, một nhà sản xuất chất quan dẫn được sử dụng trong sản xuất chip, cho biết vào tháng 6 năm ngoái, rằng tập đoàn JIC trực thuộc chính phủ sẽ mua lại công ty với thỏa thuận trị giá 6,4 tỷ đô la Mỹ nhằm củng cố chuỗi cung ứng chip. Việc chào mua công khai dự kiến bắt đầu vào cuối năm ngoái, nhưng JIC sau đó đã thông báo tạm hoãn cho đến sớm nhất là cuối tháng 2 2024. JIC chưa đưa ra bình luận về thông tin do Niken Kogio đưa ra. Trong khi đó, JSR cho biết họ sẽ có thông báo chính thức vào thời điểm thích hợp. Thưa quý vị, bánh mì là thực đơn chính trong hầu hết các bữa ăn của người dân Niger tuy nhiên lượng bánh mì bày trên các bàn ăn đang có nguy cơ giảm nhiều thợ làm bánh ở nước này đang dự tính sẽ ngừng hoạt động do giá cả leo thang và thuế quá cao họ muốn chính phủ giúp giảm chi phí sản xuất bằng cách giảm thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu và thiết bị làm bánh Isaac Adun Rahim là người sáng chế ra những ổ bánh mì đặc biệt. Sản phẩm của anh được săn đón nhờ chất lượng và giá cả phải chăng. Tuy nhiên hiện hoạt động kinh doanh của lò bánh do anh sở hữu đang đứng trước nguy cơ bị đóng cửa do giá cả các nguyên liệu đầu vào như bột mì và các loại gia vị tăng đáng kể. Anh Isaac cho biết, Chúng tôi đã giảm sản xuất nghĩa là thu nhập của chúng tôi giảm, chúng tôi đã phải giảm nhân sự đến mức tối đa. Hiệp hội thợ làm bánh Nigeria cho biết, trong năm ngoái, chỉ riêng ở Abuja đã có hơn 50 tiệm bánh đóng cửa và hiện nhiều thợ làm bánh trên khắp Nigeria đã sẵn sàng tổ chức các hoạt động phản đối giá cả tăng cao và thuế quá cao. Anh Isaac, đồng thời là chủ tịch của hiệp hội thợ làm bánh Nigeria, coi độc quyền thị trường và đánh thuế gấp đôi là nguyên nhân chính khiến chi phí tăng cao. Anh nói: "Tại sao chỉ có 3 công ty sản xuất đường ở Nigeria? Họ đã tự tập hợp lại theo cách độc quyền thị trường theo những gì họ muốn." Nếu các lò bánh đóng cửa sẽ gây ra những hậu quả sâu rộng vì bánh mì là mặt hàng chủ lực trong các hộ gia đình Nigeria, người làm bánh cũng giải quyết việc làm cho hàng ngàn nhân lực và góp phần đáng kể vào việc giảm nạn đói. Nhà kinh tế phát triển Isaboti cảnh báo về những tác động. Các lò bánh đóng cửa sẽ góp phần làm tăng tỷ lệ nạn đói trên khắp đất nước, tăng tỷ lệ tội phạm. Thông thường, mọi người sẽ phải tự nuôi sống mình bằng bánh mì 500 Naira. Nhưng nếu nhiều lò bánh đóng cửa sẽ khiến bánh tăng giá và người dân không còn đủ khả năng mua bánh nữa. Cuộc khủng hoảng ngoại hối ở Nigeria càng làm phức tạp thêm tình hình, các chuyên gia đang kêu gọi chính phủ ổn định nền kinh tế bằng cách hỗ trợ các nhà sản xuất địa phương như các lò bánh. Họ đang thúc giục chính phủ khuyến khích giám sát lĩnh vực này và tạo môi trường thuận lợi cho các nhà sản xuất tồn tại. Hiệp hội thợ làm bánh cũng kêu gọi chính phủ tự do hóa thị trường, cho phép nhiều doanh nghiệp tham gia nhập khẩu các sản phẩm liên quan đến bánh mì. Thế giới phân tích đó là lời kêu gọi mà chính phủ cần phải cân nhắc để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng có thể gây ra những tác động lâu dài đối với các hộ gia đình nói riêng và cả nền kinh tế nói chung. Quý khán giả vừa theo dõi chương trình Tiêu điểm Kinh tế Thế giới trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.